Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Một cái áo đầm đẹp xuất sắc luôn. Nè, Sisi tới gần cho cả nhà xem đó. Đẹp không ạ? À? Mình vải đẹp, bông hoa đẹp, nó nhẹ như tơ luôn á. Trời ơi, Sisi không nghĩ rằng là nó nhẹ như vậy. Nếu mà chúng ta mặc một cái áo đầm như vậy đó, chúng ta đi ở ngoài gió, cái phần ở bên trong nó hơi nặng một chút xíu, nó ôm lấy phần váy của chúng ta. Và đây là cái phần nhẹ nhàng ở dưới gió, nó sẽ tung bay lên, nhìn chúng ta sẽ rất là thướt tha và rất là đẹp. Tuyệt vời không ạ? Đó, trời ơi, Sisi làm người mẫu cho cả nhà luôn nha. Đẹp trên cả tuyệt vời. Sisi mê những cái dạng đầm này lắm. Là vì sao? Nó rất là tiện lợi cho các bạn đi bất kỳ nơi nào, nhất là các chị em ở Mỹ, nhà hàng sang trọng các bạn vào, hoặc là chúng ta có thể đi bất kỳ nơi nào đều đẹp cả. Đi ngoài phố cũng đẹp, đi shopping cũng đẹp, đi bất kỳ một nơi nào sang trọng và lịch sự vô cùng. Những chị em nào mà có bụng, hoặc là thí dụ như chúng ta sanh đẻ rồi, bụng chúng ta nhăn, da trùng, các bạn đi ăn uống cái nó phình ra, giống y như Sisi vậy, ăn uống cái nó phình ra đó, thì các chị em nên cần. Và những chị em nào có phần mông to, cái này là Sisi đã đi hỏi và đã đi nghiên cứu cho các chị em mà bị cái phần mông to ha. Các bạn biết rằng là người Mỹ ở bên này mông là họ rất là to. Sisi đã đi nghiên cứu và hỏi thăm rất là nhiều người, thì họ cho Sisi biết rằng là các bạn nào mà bị cái mông to ha, thì các chị em nên mặc những cái dạng đầm mà nó như vậy. Ở phần dưới đó, nó phải cắt vải xéo, mà xéo hết khổ luôn như vậy. Để làm chi? Để khi cái mông các bạn nó to ra, nó đưa ra như vậy nè, nó to ra, thì cái phần vải xéo này nè, nó ôm lấy cái mông của các bạn, mà cái loại vải nó nhẹ, nó mỏng, nó rũ như vậy. Đây là những cái dạng đầm dành cho những người nào mà có cái mông càng to, mặt càng đẹp. Sisi đi hỏi rất là nhiều người, đi giữa đường thấy người ta mặc đẹp quá là cũng chạy tới làm quen để hỏi đó các bạn. Vì sao? Vì đây là một cái năng khiếu, một cái sở thích của Sisi. Mỗi người chúng ta đều có một cái năng khiếu, một cái sở thích. Bạn thích cái gì, bạn đam mê cái gì, là bạn thấy cái là bạn mừng lắm, là bạn chạy theo, bạn hỏi thăm liền à. Thì đó, Sisi đã đi nghiên cứu cho các chị em. Sisi hỏi nhiều lắm, hỏi từ người Mỹ trắng cho tới người Mỹ da màu, cho người các nước. Tại vì sao? Khách hàng của Sisi nè, phần ở trên này nè, chỉ có size medium mà. Các chị em muốn mặc rất là nhiều đồ, thương mấy chị mua mặc không được, là tại vì sao? Các chị bị cái phần mông nó lớn. Mà những cái dạng đầm á, ở Mỹ nó hay lắm, nó may cho người cân đối, cho người giống như là cái phần này nhỏ bị cái phần mông lớn, hoặc là nhiều người cái phần mông lớn, cái này nhỏ, nó mặc đầm riêng hết trơn rồi các bạn. Chỉ cần các bạn mua đúng là các bạn mặc đẹp thôi. Sisi là người sẽ đi tìm hiểu những cái đó cho các bạn. Thì đây là cái dạng đầm. Các chị em nào bị cái phần mông, Sisi nói rõ nha, bị cái phần mông, thì hãy tìm mua những cái dạng đầm như vậy. Nhớ là như vậy. Cái phần này nó càng nhẹ, nó càng mỏng, thì các chị em mặc sẽ càng đẹp. Nếu như mà mông của các chị em lớn á, thì chị em đừng có mua cái dạng mà chị em nào đó mà bị cái phần mông lớn á, là phải tìm mua những cái loại vải nó nhẹ như vậy nè. Đó, thật là mỏng, thật là nhẹ như vậy, mà nó phải xòe hết khổ như vậy luôn. Đó, phải mua những cái loại như vậy. Còn đây, đây cũng là vải xéo hết khổ, nó lớn như vậy. Những cái dạng đầm này rất là sang trọng, rất là đẹp, hiệu Calvin Klein. Các chị em nào mông lớn, đừng có mua những cái loại vải dày như vậy. Những cái loại vải dày như vậy nè, là dành cho các chị em mông nhỏ, hoặc là mông vừa vừa, giống như Sisi. Sisi mặc cái dạng đầm, cái vải nó dày lên như vậy, cái mông của Sisi nó ăn gian được. Vì sao? Vì cái vải này nè, nó là thun, nó nặng, nó dày, nó sẽ cong thêm cái phần mông của mình lên, nó không có ôm rũ vô như vậy. Đó, cái này nó ôm sát vô, phần mông nhỏ quá, lép quá. Còn cái này nó sẽ giúp cho những cái phần mông nhỏ nhỏ như Sisi nó phình ra được một chút. Sisi nghiên cứu rồi cho nên là Sisi cho các chị em biết. Nhắc lại một lần nữa nha. Mông nhỏ, mông lép một chút,
mặc những cái dạng như vậy để mình ăn gian cái phần mông, cái mình vải nó phải dày mà vải thun phải nặng như vậy. Cái này là CC nói về cái phần mông thôi nha, đó là như vậy. Trời ơi, cái áo đầm này mê lắm đó, chút nữa CC làm video áo đầm này nha. Chị em nào mông lớn phải tìm mua những cái nó xòe như vậy, nó nhẹ như vậy. Cái này là dành cho phần mông ha. Cả nhà có thấy cái áo đầm này đẹp không? Quá là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. 39 đồng 99 cái áo đầm này đẹp từ màu sắc, kiểu dáng, cái mình vải nhẹ nhàng, thước tha vô cùng, đẹp vô cùng cái áo đầm này đó. CC mua cho CC, nhưng mà bây giờ nó đã thành size 4 cho nên là CC mặc nó rộng rinh này nè, cả nhà thấy không nè, rộng rinh không có đẹp. Những cái dạng đầm này CC chỉ mặc được size 2 thôi, mặc dầu là cái eo cũng cột cái sợi dây lại thì ok. Cái này cắt ngang eo, người ta có lót một cái cọng dây thun ở trong này ha, cho nên là các chị em có thể co giãn được. Những cái dạng đầm này dành cho những người bị cái bụng, bị cái mông đó. 39 đồng 99, rẻ quá sức tưởng tượng, sao không mua được. Cái áo đầm này là hình như là 50 mấy 60 đô đó mà sale còn 39 đồng 99 đó các bạn. Trời ơi, CC nói đẹp từ màu sắc, kiểu dáng, đẹp vô cùng là đẹp luôn. Bông hoa quá đẹp đúng không hả? CC mê những cái dạng đầm như vậy lắm các bạn. Chúng ta đi ở trong gió đó, trời ơi, nó tung bay lên nhìn chúng ta mê ly luôn. CC mặc những dạng đầm này nhiều lắm các bạn. Và đây, cao đầm này là CC nói với các bạn là mê mà mê trên cả tuyệt vời luôn. Đây, hiệu DKNY, đầm này size 8, màu trắng, bông là từ màu vàng lợt cho tới màu vàng đậm, cắt ngang eo. Cái phần cắt ngang eo này không có thun, cái sợi dây lại. Size 8 tức là size medium, sang trọng và lịch sự vô cùng. CC mê luôn đó, nhưng mà không có size 2. Cao đầm này CC mua chắc cũng tháng hơn rồi, bây giờ không còn đâu các bạn, không nơi nào còn. Sang trọng và lịch sự vô cùng, với thương hiệu DKNY là các bạn biết rồi. Mặc vào người đi, rồi các bạn mới cảm nhận được. Nếu mà các bạn có đi du lịch, phải mang theo. Mặc đi, người ta sẽ biết, người ta sẽ khen các bạn. Vì đây là những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Họ khen các bạn là tại vì họ đã biết cái đồ đó rồi. Trời ơi, cái cô đó mặc cái hiệu đó đẹp quá, chắc mình phải về mình kiếm mình mua. Coi như là bạn là người mẫu của họ. Chúng ta hãy giúp nhau để cho tất cả mọi người đều xinh đẹp. Người đẹp vì lụa mà. Tất cả những cái áo này là CC mua đã 50% off rồi. Không còn cách nào mà có thể rẻ hơn như vậy được nữa các bạn. Trong cái đợt này Thủy mang về giùm cho các bạn nữa, free shipping. Đúng sai các bạn, sai 8 hãy mua lấy. Vì không mua là bạn sẽ không có cơ hội mua. CC nói thật, không có đâu, Việt Nam không có bán đâu. Có mua vải may cũng không được đâu. CC muốn đưa hết tất cả những cái gì vừa đẹp, vừa nổi tiếng, vừa rẻ đến cho các bạn Việt Nam của CC. Là tại vì sao? Vì CC biết là các bạn không có cơ hội để mua. CC đọc rất là nhiều bình luận, nhiều bạn rất là có tiền nhưng mà chưa có cơ hội đi nước ngoài. Mà bây giờ dù các bạn có cơ hội đi nước ngoài, các bạn cũng chưa chắc mua được những cái mà các bạn đã thấy người ta mặc qua. Tại vì nó còn ở đâu các bạn mua. Mà các bạn đi du lịch, người ta chỉ đưa các bạn đi tới những cái nơi du lịch bán những cái đồ rất 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 là đắt tiền. Dù các bạn có là đại gia, các bạn cũng phải suy nghĩ các bạn mới dám mua. Giá không on sale. Trong khi CC là người ở Mỹ, mà CC là người đi siêu tầm, đi săn lùng, thì các bạn phải nên đến với CC thôi. Đó là nói thật. Nói ra người ta sẽ nói, ôi bà chẳng quá bà ơi, bà thế này thế kia, bà tưởng con mình bà mua được. Yes, con mình CC mua được. Là vì sao? CC rảnh rỗi, sanh nông nổi, về hưu rồi, không có đi làm việc, không có cần kiếm tiền mà để trả bill, đủ hết rồi. Bây giờ chỉ kiếm tiền đi ăn, đi chơi, hoặc là kiếm tiền làm giúp cho được người này người kia làm thôi à.
Thành ra CC làm được việc này cho các bạn. Ai muốn nói gì CC nói, nhưng mà sự thật là như vậy. Cùng lắm tuần lễ các bạn nghỉ ngày, còn CC nghỉ tới 7 ngày lận. Mà đây là niềm đam mê, phải nói là niềm đam mê của CC. CC muốn mua được đến cho các bạn mặc vào người, các bạn khen. Đó giống như nè, trời ơi, mỗi lần anh Sa nhận được hàng là quá trời tin nhắn. Chị CC ơi, em nhận được đồ rồi, trời ơi, chị ơi, đẹp mê luôn chị. Em cũng mua nhiều lắm chị. Mà đây là những người rất 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 là có tiền ở Việt Nam nha các bạn. Các chị này cũng mua đồ hiệu không à. Ở Việt Nam cũng có nhiều người bán những đồ hiệu nổi tiếng mà người ta bán hàng thật luôn, mà từ ở bên nước ngoài gửi về đó. Thật luôn, cổ cho CC coi, đồ đắt tiền lắm. Còn áo thun cô tông thôi 300-400, 400-500, hiệu Gucci, hiệu Versace, nhiều lắm. Các chị em mua rất là nhiều đồ đắt tiền. Nhưng rồi các chị em biết CC, các chị em nhận được đồ của CC, các chị em mê quá. Chị ơi, em mê chị rồi. Vì sao? Đồ của chị rẻ, đẹp, chất lượng là vì sao? Vì thích, cái sở thích của chị lựa đồ. CC nói thật nha, biết bao nhiêu là bạn luôn nói với CC cái câu nói đó. Chị ơi, chị lựa đồ tụi em ưng ý vô cùng. Vì cái thời trang ở trong cái đôi mắt của chị đó, nó rất là phù hợp với mọi người. Trong khi em cũng nhờ nhiều người mua về mặc vô thấy nó sao sao đó. Là vì sao? Mỗi con mắt mỗi người khác nhau. CC là đa dạng, dạng nào CC cũng có. Ông trời cũng cho CC được như vậy. Sexy cũng được, kín đáo cũng được, lịch sự cũng được, sang trọng cũng được. Cái gì nó cũng có ở trên con người CC. Bởi vậy đó, CC đi lựa đồ đa số là nó trúng. Không được bạn này cũng được bạn kia, nhưng mà phải nói rằng là đồ là trên cả tuyệt vời. Là vì sao? Vì CC mặc không à. CC không mặc, CC không mua đâu, không bán đâu. Phải mặc, phải cảm nhận mới biết, mới chia sẻ với cả nhà nè. Đó, áo đầm này 39 đồng 99. Cái thương hiệu này cũng khá nổi tiếng những năm gần đây ha. Và đây là hiệu DKNY 50% off. Hiệu DKNY size 8 129 đô, 50% off. Không còn gì rẻ hơn. Size 8 nha, có một cái duy nhất. Và tiếp theo đây là cái áo đầm mà CC nói sang trọng, vô cùng là sang trọng. Hiệu DKNY ha. Mặc vào người đi, rồi các bạn mới biết mê cái áo đầm này là như thế nào. Trời ơi, CC nói với các bạn hả, không tin được luôn. Đẹp từ màu sắc cho tới kiểu dáng, vừa đẹp vừa sang trọng vừa lịch sự vô cùng. Đầm này size 10, 134 đô, 50% off. CC nói các bạn là sang trọng, vô cùng là sang trọng. Bạn nào đúng size này nên mua đi. CC nói thật, đẹp không thể tưởng tượng được. Không có size của CC, chứ có CC mua liền. Các bạn có biết vì sao mà không đúng size CC mà CC mua không? Là tại vì nó quá đẹp. Các bạn cứ để ý đi, CC mua đồ cho CC không mà, không có mua cho ai đâu. Là tại vì mua về đâu có biết các bạn thích hay không. Chẳng thà CC cứ mua về rồi CC mặc lên các bạn thích, rồi CC mất công đi ra mua thêm một lần nữa. Nhưng mà những cái áo đầm á, mà không có size của CC, mà CC nhìn thấy nó quá là sang trọng, quá lịch sự và quá đẹp, là CC mua à. Thí dụ như không bạn nào mua, CC cũng để dành đó, để CC sẽ tặng trong những cái buổi tiệc nào ai mời CC đó. Trời ơi, CC nói nha, bạn nào size 10 mua đi, CC năn nỉ các bạn mua luôn đó. Đẹp từ cái màu sắc. Cái màu ở trong phone mình không đẹp đâu, cái màu ở ngoài nè, nó đẹp lắm luôn đó các bạn. Đẹp mà sang trọng vô cùng luôn. Nói thiệt luôn đó. CC năn nỉ các bạn luôn đó. Hãy mua lấy cái áo đầm này đi. Nếu mà các bạn nào size 10, đẹp lắm luôn đó các bạn. Đẹp không thể tưởng tượng được. Đó. Thì các bạn cứ nhớ như vậy đó, không đúng size CC mà CC mua. Tức là CC phải nhìn thấy nó đẹp đến cái mức độ nào mà nó rẻ nữa, 50% off, sao không mua? Mua liền ngay tức thì luôn. Tại đâu có thể nào mà nó rẻ hơn 50% off nữa, không có đâu các bạn. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị vô mùa rồi nè, chuẩn bị là bắt đầu người ta hết bán đồ mùa hè rồi đó. Bắt đầu những cái này là hot, vô cùng là hot luôn. Các bạn tìm cũng không có đâu. Đó, đẹp lắm, ai size 10
10 là size medium đó. Sisi năn nỉ luôn đó, mua đi, không mua uổng lắm ha. Thì đây là cái thứ ba. Cái Sisi mặc là cái thứ nhất. Cái này là size 4 lận nha các bạn. Thành ra Sisi mặc rộng rinh à, Sisi mặc có size 2 à. Bạn nào size 4 là size small đó, hãy mua lấy cái áo đầm này đi, mê ly luôn. Sisi thích đến mức độ Sisi mặc ở trên người luôn đó, để cho các bạn xem là các bạn biết rồi là sẽ tuyệt vời như thế nào rồi ha. Cái áo đầm này nè là quá nhiều người mê luôn. Sisi đã bán đi bao nhiêu cái này rồi. Tình cờ Sisi đi mỗi nơi khác nhau thấy lại tiếp tục mua nữa. Vì sao các bạn? Vì nó đẹp, quá là đẹp. Nó đẹp mà nó sang trọng vô cùng luôn. Đây là cái mình vải thun, thun lạnh ha. Mà các bạn xem nè, cái tay áo là muslin. Họ cũng dệt cái loại vải cùng với lại cái màu hoa luôn. Đó, cái đặc biệt là ở cái này các bạn. Vải thun và muslin cùng một màu hoa luôn. Trời ơi, họ phối mà CC mê ly luôn. Chị em nào đứng tuổi một chút hãy mua lấy cái áo này. Size 10. Đẹp vô cùng đẹp. Nghe lời CC đi. Đẹp lắm. Trời ơi, cái mình vải nè. Nó mát mà mát lạnh luôn đó mà không có nhăn. 50% off cái áo này. Trời ơi, CC nói hả? Đẹp lắm đó. Đẹp lắm. Các chị em nào lớn tuổi, size medium, mua đi. CC nói thật, năn nỉ luôn. Những cái nào mà CC năn nỉ các chị em mua đi. Các chị em mà không mua thì một là CC để lại để tặng cho ai đó, hai là gần tới ngày CC mang đi trả thôi, CC đâu có lỗ lã gì đâu mà lo. Nhưng mà đẹp lắm, không mua uổng lắm luôn đó. Trời ơi, cái mình vải nè mát lạnh luôn, mê luôn. Mà cái tay nè, trời ơi, nhìn nó duyên dáng, nó yểu điệu thục nữ gì đâu đó, mê lắm ha. Thì đây là cái số 4. Kế tới đây, trời ơi mê không? Các bạn có nhớ không? Cái này thì quá quen thuộc với cả nhà rồi. Đây đây đây, CC mua cho CC. Nhưng mà cuối cùng mặc không vừa. Lý do, nó là size 4. Tiếc vô cùng luôn. Những cái dạng đầm này CC mặc được có size 2 thôi. Mã này size 4 nè. Thành ra các chị em nào mà cảm thấy rằng là to hơn CC một chút, mua cái áo đầm này mặc. Hiệu DKNY 50% off. CC là nhiều bao la những cái dạng đầm này ha. Nhớ cái tím lá cẩm không? Cái vàng, cái trắng, cái xanh da trời, cái bông. Ôi, nhiều lắm. CC dạng này nhiều lắm. 50% off cái đầm này. Cái đầm này thì quá quen thuộc rồi. Rất là nhiều video CC đã làm. Nào lên là các bạn mua hết cái đó. Thì đây là của CC. Nhưng mà bây giờ size 4 không mặc được. Mặc vô nó cũng sẽ rộng rinh như vậy nè. Không mặc được ha. Đó, đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Cái này màu xanh đen đẹp lắm nha. Trong phone mình nó hơi bị sáng quá. Hiệu DKNY size 4, giá tiền là 129 đô, 50% off. Thủy mang về Việt Nam dùm cho các bạn, cho nên các bạn không cần phải trả tiền cước phí và tiền thuế Việt Nam. Các chị em ở Mỹ hãy mua đi nè. Trời ơi, bây giờ bắt đầu nè, bắt đầu vô cái mùa để các chị em phải mặc những cái dạng đầm như vậy rồi đó. Trời ơi, đẹp mê ly cái đầm này đó. Này size small ha. Trên cả tuyệt vời. Đúng không ạ? Mê quá đúng không ạ? Thì đây, đây là cái 1, 2, 3, 4. Đây là cái thứ 5 hiệu đi kèn quay ha. Cả nhà thấy sao ạ? Trời ơi, mê không? Đây là cái thứ 6. Thun lạnh. Lạnh ngắt luôn á, lạnh thiệt là lạnh luôn, không nhăn. Đây, để CC nói cho các bạn nghe là như vậy. Không nhăn. CC mặc cái áo đầm này là để cho các bạn xem đây. Cái phần mà người ta cắt á, nhúng như vậy cũng được, hoặc là cắt xéo cũng được, mà nó ngay nửa cái mông của các bạn nè. Đó, ngay nửa cái mông các bạn. Các bạn thấy các bạn mua hết đi. CC nói thật. Vì sao? Vì khi các bạn đi đó, ở đằng sau đó người ta nhìn các bạn đó rất là đẹp, rất là sexy mà rất là đẹp. Cái này là CC nói thật 100%. Là tại vì sao? CC ngồi ăn ở ngoài đường rất là nhiều, CC ngắm ông đi qua bà đi lại, nhất là ở Las Vegas. Mỗi một ngày bỏ tiền ra mướn hotel nhưng mà không ở trong hotel để hưởng thụ ha, mà toàn là đi ra đường ở những cái quán ăn mà người ta cho mình ngồi ở ngoài đường đó, để ngắm ông đi qua bà đi lại. Cho nên CC nghiên cứu, CC nhìn những cái đẹp. Mua của CC cũng được, không mua của CC cũng không sao. Nhưng mà hãy tìm mua những cái dạng đầm
cái phần này nè nó cắt ngay cái giữa cái mông của các bạn, rồi các bạn cứ việc mà mình vải càng nặng càng đẹp, sang trọng và lịch sự vô cùng. Đó, đây là những cái dạng đầm mà CC mang theo đi Las Vegas. Vì sao các bạn? Không nhăn, thun lặng, đơn giản như vậy. Mang guốc cũng được, mang giày cũng được, mang dép cũng được, mang cái gì cũng được cả. Đeo một cái sợi dây chuyền dài dài xuống, màu trắng, màu vàng tùy các bạn. Đẹp mê ly luôn, với một cái bóp thôi. Rồi các bạn đi tất cả các nơi, rộng thùng thình, có ăn uống cỡ nào các bạn cũng không sợ bị gì cả. Đây là những cái dạng áo đầm CC có nhiều, không thể tưởng được. Đẹp vô cùng. Những cái áo đầm này CC thích lắm, cho nên mặc là phải mặc hết mùa luôn. Mặc hết mùa luôn mới cho ra goodwill ha. Nhưng mà mặc cũng giữ kỹ lắm, chứ không phải rằng là cà na xíu mũi mới mang đi cho đâu. Mê đó các bạn, cho nên mặc hết mùa. Những cái nào mà không có mê lắm đó mặc lần ra cho goodwill. Những cái nào mê thật là mê để lại mặc hết mùa luôn, hết mùa hè luôn rồi mới cho. Đó, nè các bạn thấy không? Mê ly luôn, 39 đồng 99 cái áo này. Đơn giản như vậy mà 39 đồng 99. Đó, thích lắm các bạn nè. Đó, các bạn đi nhảy đầm hoặc là các bạn đi... Ôi, nói chung là mê, mê trên cả tuyệt vời những cái dạng đầm như vậy. Nặng nè, đó các bạn thấy nặng không? Khi các bạn đi nè, đó, khi các bạn nhảy đầm nè. Trời ơi, xin nói mê lắm. Hay không? Đây là áo đầm sơ mi. Sơ mi như vậy đã mặc được nhiều dạng đồ lắm. CC sắp mặc cho các bạn xem rồi. Ở trong CC mặc cái body suit, hoặc là mặc quần thun bó lẫn áo tank top, hoặc là áo lẫn, hoặc là bất kỳ cái gì các bạn có thể mặc được. CC dùng cái áo sơ mi này là áo khoác hiệu Calvin Klein, 50% off. Mê lắm luôn đó, mê thật là mê luôn đó. Khi đi Las Vegas đó các bạn, các bạn đó mặc đồ đó thoải mái, lịch sự và đẹp. Cái này là tại CC lỡ cái áo này rồi CC mặc luôn ha, nhưng mà cũng vẫn mặc được nè. Đó, ở trong các bạn mặc những cái áo đầm ôm, rồi ở ngoài các bạn khoác những cái áo này. Các bạn đi ở ngoài đường nó nắng nó cũng che được, rất là bụi. Các bạn mang giày boot đó mà nó tới mắt cá chân thôi. Trời ơi, CC nói ha, mê ly luôn. CC thấy người ta mặc nhiều lắm, sang trọng và lịch sự vô cùng luôn. Đây là hai cái túi. Khi các bạn ngồi ăn hoặc là các bạn ngồi ở đâu đó các bạn cử động nhiều thì tự động một cái vai này nó hay bị tuột ra như vậy lắm. Nhìn nó rất là bụi, nó lịch sự mà nó đẹp, mà nó sang, mà nó rất là cá tính. CC khuyên các chị em nó mỗi người nên mua lấy một cái áo sơ mi dài. Trắng cũng được, vải jean cũng được, tùy các bạn thích. Nhưng mà CC là đầy đủ rồi đó. Trắng có, jean có, đen có, cái gì CC cũng có. Nhưng mà những cái áo mà khoác dài như vậy nè, tại vì nó vừa là áo khoác, nó vừa là áo đầm, cho nên là mua những cái nào mà hàng hiệu. Là tại vì cái áo này đó các bạn để hoài à, khỏi có cho ai luôn. Các bạn mặc là quanh năm suốt tháng đều mặc được. Các bạn muốn mặc thành đầm thì mặc cái này là sợi dây nịt đó. Nhưng mà tùy các bạn ha, các bạn muốn mặc dây nịt như thế nào các bạn mặc. Đó nè, mang giày boot các bạn. Trời ơi, sang trọng lịch sự. Cái áo này vô cùng luôn. CC biết rằng là CC mặc những cái dạng này không có đẹp, nhưng mà do cách mình phối đồ. Thí dụ ở ngoài nó bít như vậy, nhưng mà ở bên trong nó hở, thành ra đó là lý do CC phải cởi hết nút ra. Để làm chi? Để nó thấy được cái áo ở bên trong, làm cho con người mình nó nổi bật lên. CC mặc quần bó đen ngắn sát tới như vậy nè, tới ngay giữa đùi luôn nè. Một cái quần bình thường thôi, mua loại bình thường thôi hay là hiệu CK này nọ thôi. Bình thường, một cái áo lẫn ở bên trong hoặc là áo gì cũng được, mặc như vậy đó các bạn. Sang trọng và lịch sự vô cùng luôn. Đó. Đây là áo hiệu Calvin Klein, 50% off. Cái áo này là size 4 lận. Cái vải này nó hơi cứng cứng chứ nó không có rủ lặng như vậy, mà nó rộng quá thành ra là CC mặc nó cũng không được đẹp lắm ha. Nếu nó là vải xô thì nó sẽ rất đẹp, nhưng mà nó là cái vải jean mỏng mà nó size 4.
Thật ra chị em nào muốn mua CC để lại cao đầm này 50% off, size 4, giá tiền là 99 đô, 50% off ha. Trời ơi, đẹp lắm, mê ly luôn á. Nhưng mà bị size 4 thôi, chứ nếu size 2 là CC để lại rồi. CC nhường cho các bạn cái áo hàng hiệu này. CC có một cái sơ mi nhưng mà hàng bình thường, nhưng mà không sao. Đó, mê ly luôn. Đây, chị em nào muốn mua liên lạc với anh Sa 0982571934, liên lạc với CC 706987963, liên lạc với Bero 7144255869. Và đây là cao đầm quá quen thuộc với cả nhà rồi. CC mới vừa mặc đó, mới vừa mặc làm cái video đó. Nhưng mà size của CC là size 2, cao đầm này là size 4 lận. Đẹp lắm luôn đó các bạn ha, sang trọng và lịch sự lắm. Cái phần này nè, nó kéo kéo lên như vậy nè, nó ôm lấy cái phần eo của các bạn. Đó, mua đi để mặc chung với CC. CC mặc size 2, cái này là size 4. CC còn một cái giống y như vậy nữa nè, mà nó màu đậm hơn, là size 2 của CC đó, nhưng mà chưa có mặc ha. Cái này thì mặc rồi. Hiệu Calvin Klein, mình vải rất là lạnh, thun nặng, sang trọng và lịch sự vô cùng. Đó, đẹp trên cả tuyệt vời luôn đó. Nhìn cái kiểu dáng là cũng đã thấy đẹp rồi, đúng không ạ? Nhìn là thấy đẹp rồi. Các bạn đừng có sợ dài nha, nó không có dài, tại CC mặc được mà. Không có dài, nhìn như vậy thấy dài ha, không có dài nha, không có dài đâu, đúng sai luôn á. Đó, mang guốc 5 phân thôi. Rất là đẹp, đầm này thì bắt buộc phải mang guốc rồi chứ đâu có mang dép được. Đây là hiệu Calvin Klein, đây là giá tiền. Size 4, 129 đô, 50% off. Có một cái duy nhất rồi nha, bây giờ không còn nữa các bạn. Cho nên các bạn nào mà học đúng cái size 4 này đã khỏi nhắn tin cho CC ha. Mê ly luôn. CC mặc rồi đó, cho nên là các bạn yên tâm là tuyệt vời như thế nào rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là hiệu Tommy, màu xanh đen ha. Đây là cái cổ chữ U. Bạn nào mà có ngực một chút đó, mặc cái cổ này là đẹp mê luôn. Trời ơi, đẹp mê luôn đó. Quái quỷ lắm các bạn. CC sớm xác á, CC tưởng là size 2. CC cắt cái mạc ra rồi để CC mặc, cái rốt cuộc cái nó thành size 4 mặc rộng rinh. Cho nên chị em nào muốn mua lại thì mua nha. Chờ chút CC mặc cho các bạn xem, đẹp lắm. Đây, rất đẹp đúng không ạ? Đẹp lắm luôn đó. Cái size lớn quá CC mặc không có vừa. Đây nè các bạn thấy không, nó dư ra tới nhiêu đây lận mà, ít nhất phải là 6 tới 8 phân. Cho nên CC nghĩ đó, chị em nào mà size medium nó cũng có thể mặc vừa cái áo đầm này. Cái phần ở dưới này nè, họ may vải xéo, cho nên khi chúng ta bước đi đó, cái phần ở dưới đó nó tung tăng, nó rất là đẹp. Không những đẹp mà sang trọng nữa. Với thương hiệu Tommy Hilfiger thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rồi. Các bạn không cần phải do dự với cái thương hiệu này. Đầm sang trọng lịch sự dành cho người Mỹ trắng rất là nhiều với cái thương hiệu này. Muốn kín đáo một chút, khoác một cái áo lẫn một chút, nhưng mà CC là không có khoác rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Đẹp lắm, sang trọng và lịch sự vô cùng nè. Rộng rinh như vậy sao CC mặc được đó. Trời ơi, chị em nào đó size small hoặc là medium nên mua cái áo đầm này đi. Nè, chị em thấy nó dư nhiêu đây, ít nhất phải là 6 phân. Đó, bây giờ CC bóp lại nè, các bạn thấy đẹp không? Rộng quá đúng không? Cái này đó, bụng các bạn như thế nào nó che hết liền luôn. Sang trọng và lịch sự vô cùng luôn đó. Hiệu Tommy Hilfiger 50% off. Cao đầm này rẻ lắm, còn có 4 mấy đô. Mạc ở đâu rồi? CC đem cắt mất cái mạc rồi. CC sớm xác đó, tưởng là size của CC á, CC cắt mất tiêu cái mạc rồi. Nhưng mà giờ CC mặc không có vừa. Thì chị em nào muốn mua cho CC biết nha. Đó, CC mặc vào người cho các bạn xem. Đẹp vô cùng là đẹp. Nhất là chị em nào mà có ngực. Nè, các bạn thấy cái chữ U không? Đẹp không? Sang trọng lắm, đẹp lắm. Đó, tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là những cao đầm vải tôn, mặc bình thường ở nhà thôi,
với một thương hiệu cũng bình thường. Các chị em ở Mỹ thì Sissy biết chắc rằng là ai cũng có những dạng đầm này rất là nhiều. Mặc ở nhà rộng rãi, thoải mái, mát mẻ. Vải tôn mà nó rất là lạnh, thích lắm cả nhà. Thích lắm luôn đó cả nhà. Đó, Sissy như vậy đó, mặc bình thường, mặc mỗi ngày. Thật là thích luôn. Cái này đó là Sissy cái đợt trước bán cũng chắc 6-7 cái luôn đó. Mới đây Sissy đi thấy mua tiếp được nữa rồi nè, hình như mua được mấy cái nữa rồi đó, quên rồi. Rẻ tiền lắm luôn nha các bạn, rẻ lắm luôn đó. Mười mấy đô, hai mấy đô gì quên rồi. Để Sissy coi lại receipt ha, không có nhớ. Đó, là như vậy. Chị em nào muốn mua thì mua ha, rất là rẻ, đẹp lắm luôn. Đó, đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc mà đúng không? Đó, đẹp thật là đẹp luôn. Thì coi như là ở trong video này nãy giờ Sissy chia sẻ hết tất cả là toàn là những đồ hiệu nổi tiếng trên thế giới, hiệu Tommy và DKNY. Thì chị em nào muốn mua cái nào thì ở trên mỗi một thì ở trên cái góc bên tay phải Sissy sẽ để cái số. Các chị em nào mà không chụp lại được màn hình đó thì hãy nhớ cái số ở trong cái áo đó và cho Sissy hoặc là anh Sa biết. Số phone của anh Sa 0982571934, số phone của Sissy 706987963, số phone của bé Ro 7144255869. Liên lạc với Sissy càng nhanh càng sớm càng tốt ha. Tại vì sao? Mỗi thứ có một hai cái. Cao đầm này hình như Sissy mua được 2-3 cái gì đó bây giờ cũng quên rồi. Thì chị em nào muốn mua riêng cao đầm này đặc biệt riêng thì cho Sissy biết ha. Mê lắm, thích lắm, rẻ tiền lắm luôn mà không nhớ được nhiêu thôi. Rẻ lắm luôn đó. Các chị em ở Việt Nam thì được Thủy mang về giùm trong cái đợt hàng này. Cho nên kiếm những cái gì mà đắt tiền, bị đóng thuế nhiều và nó nặng, hoặc là nó nhẹ mà nó to để mua, chẳng hạn như là nước hoa. Sau video này Sissy sẽ làm video về nước hoa giống như các chị em đã nói. Chị ơi, làm về nước hoa, làm về sữa tắm, làm về body lotion và giỏ sách, Sissy sẽ làm sau video này ha. Đó, tuyệt vời không ạ? Trên cả tuyệt vời. Cái câu này Sissy dùng đúng đúng không? Đúng không ạ? Cái câu đó Sissy dùng là quá đúng đúng không? Bây giờ Sissy xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye, I love you.